Nhá, quay cho các bác xem con mì mái, con mái rất là đẹp. Con này nó đang thay lông, một cái móng của nó thì hơi ngắn một chút nhưng mà rất là đẹp nhé. Đây, các bác thấy không? Con bên kia là con trống này, đây, mái đẹp. Một cái móng này nó hơi ngắn một chút rồi nha các bạn, còn tất cả đều ok cả. Thay lông gần xong rồi, đẹp chưa? Đây này, cái móng này là hơi ngắn này, đây. Đấy, thực ra nó không ảnh hưởng gì đâu các bạn. Đấy. Đây, trời đang rất là mưa tối. Đấy, mưa. Đang bật điện để quay thôi, quay ban ngày chắc là sẽ đẹp hơn. Như thế này chắc là ok rồi, anh em nhìn thấy mặt mỏ nó ok. Ôi, clip mình tạm dừng ở đây thôi nhá, tối rồi dọn dẹp cho các bạn nào. Anh đi ngủ. Mái rất đẹp. Đó. Ok, các bạn.